cho tất cả các bạn. Hôm nay mình và tất cả các bạn sẽ giới thiệu con búp bê này nhé. Các bạn kết hợp với không? Giờ chúng mình sẽ giới thiệu nha. Đây là con búp bê của mình. Bạn thấy không? Búp bê của mình nó dễ thương không nè. Các bạn dễ thương á thì các bạn ở dưới nha. Đây là những bộ quần áo của con búp bê mình. Đây là bộ thứ nhất, đây là váy đi dạ hậu nè các bạn. Cho các bạn xem nhé. Nhìn nè, thấy không? Đây là bộ váy dạ hậu màu cam. Đây là váy ngủ hoặc là váy đi chơi cũng được nữa đó. Để đi luôn. Đây là váy ngủ. Đây là váy đi mua ba lê. Đây là váy mặc đậm len này các bạn. Cô mình theo cho mình đó. Đây là cũng một bộ váy hơi bằng len luôn nè. Nhìn thấy không? Cắt cho nó nè. Chứ thì biết. Đây là một bộ đồ ngủ của nó. Cái giỏ nha. Đây là giỏ. Cái ba cái giỏ này. Mình thấy cái giỏ đẹp nhất trong đây là cái giỏ này. Mình sẽ cho các bạn coi. Cái áo màu xanh này nè, hợp với cái váy màu xanh nữa. Nếu mà các bạn thấy cái áo nào đẹp tốt thì mình sẽ để ba cái bình luận ở dưới đó là hồng, xanh và đỏ nhé. Các bạn hãy thấy luôn nha các bạn. Giờ đây là dung miệng của nó. Dung miệng đây nè. Thấy không? Chúng ta để vào đây nha. Rồi đây là cái lược của nó. Cái lược tóc cho nó, cho búp bê. Chạy tóc. Đây cái lược này là một cái hoa. Cải tóc đẹp lắm á. Ta để vào đây. Đây là hai đôi giày búp ba lê của nó. Một đôi này có một chiếc, này là cái ủng. Đây là đôi giày đi chơi đi dự hội. Hai đôi giày cao gót, bên một vàng, một bên một xanh, hợp với cái giỏ, cái này nè, như là một bộ luôn nè các bạn. Một vàng mình cũng không biết giá nè. Đây là đôi một xanh, có bông hoa bên này nè các bạn, có bông hoa đây nè, một bụi quá. Bây giờ màu đỏ xuống. Đây đến bây giờ màu tím. Giờ màu tím cũng giống như bây giờ màu đỏ hồi nãy đó. Đây giống như bây giờ mấy lần đã xong rồi. Đây là giờ màu đỏ chứ. Đây là bây giờ màu hồng. Và bây giờ màu hồng luôn nè các bạn. Nên là chúng ta sẽ đến mang cái búp bê.
bê mình á, mình mua 25 ngàn, ở trong trường mình bán các bạn giỏ đồ được bán ở trong trường mình mua. Để mình nói nữa nè, mình nói sức tóc của nó để có tình cảm nữa. Cái này đố với cái gì mình biết không à? Lo Không phải hát là hát Út Lam bắt ca lưu được ừ. Mà sao hắn ta không biết? Biết bắt không? Không. Đừng có vô em đi như bắt vậy. Ca lưu được á? Mở nó đi ra ngoài đi. Cái gì? Biết không mở đi ra? Ừ. Ê giống mẹ. Biết tao đi ra nhường ra nha. Em nói gì thắng không? Em sẽ thiệu hết rồi à, đây chỉ còn là một chiếc giày nhỏ, con búp bê nhỏ thôi. Một sao mình sẽ giới thiệu với các bạn búp bê nhỏ nhé. Một sao mình hứa với các bạn thứ sáng nay mình sẽ làm một bếp về búp bê, về nhà búp bê tắm, về nhà búp bê các bạn. Các bạn hãy nhớ.